cái người mà có thể nói là tiêu rất là tích cực mà gì, mình thấy có thể nói khi mà nói Dương Chí Thanh thì mình nghĩ ngay, anh nghĩ ngay tới một cái người có thể nói là mình sống với cái niềm đam mê của mình này. Và anh biết là cái giấc mơ của Thanh, à, không hiểu sao nha, hôm qua đang đi trên đường từ nhà tới Wilmington, lái xe 2 tiếng đồng hồ đó, thì anh có nghĩ tới Thanh. Thanh có nghĩ tới cái câu mà Thanh nói là cái giấc mơ của Thanh là sau này Thanh muốn làm một cái người speaker đó, một người diễn giả. Thì anh có say qua anh hỏi chị Dung, anh không phải anh hỏi chị Dung nhưng mà anh nói chị Dung, anh có nhớ là Thanh Thanh nhắc anh thường xuyên về cái đó. Nói thật với Thanh là ngay vào cái lúc đó nha, anh không nghĩ là Thanh sau này Thanh sẽ là người 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 speaker, vì trong mắt anh nó hình như là nó có một cái gì đó, cái con người của Thanh nó không phải là như cái mà Thanh nói. Nhưng mà sau khi mình biết Thanh một thời gian mình gì thì mình có thể thấy rõ đó là đây là cái người rất tâm huyết, mình sống vì cái đam mê của mình. Đặc biệt đó là cái việc mà Thanh làm đó. Anh nghĩ là đó đó là một cái ý hướng, đó là một cái gì đó, cái sứ mệnh ở trong cuộc đời. Ok, sẵn đây đó Thanh. Thì có một số mấy anh em đây mà dễ gì anh nghĩ là cũng hiếm mà có dịp mà có Thanh ở đây, thành ra Thanh cũng rất bận mấy anh chị. Thành ra Thanh có thể chia sẻ chút xíu về cái nhìn của Thanh về về cái cuộc sống nói chung đấy. Vì cái ngành của Thanh đó là chuyên môn mang mang lửa lại mấy anh chị, à, tạo ra lửa, mang lửa lại, mang lại cái nguồn nhiệt huyết cho con người đó. Thì Thanh lớn lên ở Việt Nam đó. À, và trong suốt bao nhiêu năm Thanh là người tổ chức sự kiện cho rất nhiều công ty lớn mà gì, thì không biết Thanh nhìn nhận như thế nào về về những cái lớp mà mấy anh em mình đã từng làm trong Việt Nam trong suốt thời gian qua đó. Và cái nhìn một cách tổng quát thôi về cái hướng đi trong cuộc đời, cũng giống như Thanh có thể chia sẻ chút xíu về cái cá nhân, cái nhìn nhận về 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 một cái con người mình có thể không chấp nhận cái hoàn cảnh ở Việt Nam, thì hay có cái câu là nhà mặt phố bố làm to đó, thì tương lai mình nó khá, thì Thanh nha nhận thấy như thế nào? Thanh có thể chia sẻ chút xíu anh, tại vì anh không chuẩn bị trước đó, nhưng mà có thể nói một người mà anh rất muốn hỏi và rất muốn nói chuyện đó là Thanh. Ok Thanh ơi. Xin chào anh chị. Thì tại có dịp làm nhiều cái chương trình huấn luyện với các anh chị, và em trong năm 2015 này thì có thể em tổ chức rất là nhiều chương trình huấn luyện, đặc biệt những cái trại cùng với anh Dean, anh Huy, một số anh chị. Thì trong năm 2015 này thì em nhận thức rất là rõ ràng về cái việc những cái trại đó tác động vô cái con người như thế nào. Trong năm 2015 này á, thì cái bây giờ hiện nay em đang tích cực em làm đó là em phải sống cho kỳ được với những cái gì mà mình đi, mình huấn luyện, mình giúp đỡ mọi người. Ví dụ như một cái ví dụ đơn cử mà hiện nay em đang tập trung tối đa, đó là em đang cân bằng lại về cái 8 mặt trong cuộc sống của mình. Nó có thể là đang 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 trong giai đoạn bắt đầu mình định hình lại, nhưng mà em đang nhận thấy là mình đang sống rất là ung dung và tự tại. Có thể hiện tại em không làm nhiều tiền, không có quá nhiều tiền. Nhưng mà mình cảm thấy cuộc sống mình nó rất là thoải mái, bởi khi mình cân bằng, có thể 8 mặt chưa có đều lắm, nhưng mà vẫn cảm thấy mình có được cái điểm trung bình ở các mặt đó, và mình cảm thấy rất là thoải mái. Ví dụ như cả tuần nay thì em tắt điện thoại, em tắt laptop, đó lý do một số lần mà lâu lâu chat với anh đi một chút, xong rồi cả tuần sau em bắt đầu mới ghé vô lại. Đang cai nghiện một số thứ nó không tốt cho mình. Ví dụ như Facebook em chỉ lên vào những lúc cần thiết thôi, còn những phần còn lại thì gần như là giống như là cai nghiện vậy đó. Em tắt máy, em đi 1 tuần lễ với gia đình, và mình cảm nhận được lại là mình sống với cái con người của mình nhìn vô cái nội tâm của mình ở trong 6 cái ngày đó. Em đi gặp khách hàng thì khách hàng hỏi ông mày đi đâu mà tại sao mày tắt máy được cái đó. Em đang đi sống với cái con người của mình trong 6 ngày đó. Và em cảm thấy nó rất là thoải mái. Sau khi về thì năng lượng mình nhiều hơn và mình cống hiến tốt hơn nữa. Thì đó là cái mà em đang nhận thấy là em đang thay đổi rất là tích cực, từ cái việc
thức dậy 5 giờ sáng rồi đi tập thể thao rồi làm một số thứ, đọc sách nhiều hơn. Và trong năm 2015 thì em nghĩ đến cuối năm nha, mình là một con người nó có thể nó sẽ khác hơn rất là nhiều lần khi mình thay đổi lại cái kết cấu của cuộc đời mình bằng việc mình cân bằng lại tám mặt của cuộc đời, giống như trong một số chương trình huấn luyện thay đổi thành công á, mình luôn luôn nhắc mọi người về cái việc thay đổi tám mặt trong cuộc sống. Nhưng mà không có nhiều người, mọi người nhìn nhận được sau khi mọi người đi đi cái trại huấn luyện về. Nhưng cá nhân em thì bởi vì em đang muốn sống với những gì mình có thể nói trong tương lai. Như chia sẻ với anh nhiều lần là trong tương lai em mong muốn là một cái người đi chia sẻ với mọi người về những gì mà em đã làm được trong cái cuộc đời của mình. Và cái việc chia sẻ nó cần phải có được cái bằng cái lối sống và cái con người em nó sống thật với những gì mà em có thể nói được. Nên là với em, với cái ý thức của em thì trong tất cả những trại huấn luyện thì cái em vẫn thích nhất đó là cái việc cân bằng tám mặt trong đời sống cuộc đời mình. Nó có thể điểm trung bình nhưng nó sẽ chạy rất là trơn tru và mọi người sẽ có thể dễ dàng đạt được những mục tiêu ngắn hạn cũng như dài hạn mà mình đặt ra nếu như mình cân bằng được tám mặt cái trong cuộc sống đó. Anh biết cái lý do người ta có thể Tây phương đó thì người ta không dùng cái hình tượng là cái bánh xe, người ta chỉ nói là cái tám khía cạnh hay là tám yếu tố cấu thành cái sự thành công trọn vẹn. Nhưng mà tự nhiên là mình là thích cái hình tượng của cái bánh xe ha, và tại vì nếu mà nó đều đó, đều có thể là nó đều nhỏ thôi thì nó lăn chậm hơn một chút, hoặc là nếu mà nó đều lớn hơn hay là 7 điểm đều hay 8 điểm đều hay 10 điểm đều thì nó lăn nhanh hơn. Nhưng mà nó vẫn còn hơn đó là có nhiều người tài chánh nó là điểm 9, điểm 10 mà cái thứ khác nó là một hay là hai mấy anh chị, thì rõ ràng là nó đứng tại chỗ. Nó đứng tại chỗ mấy anh chị. Thành ra nó ở đây nó không phải là cái điểm ít hay là nhiều mấy anh chị ha. Nhưng mà nó đều mấy anh chị. Cái nguyên cái khái niệm của cái bánh xe cuộc đời đó là nó phải thăng bằng. Và thường thì mình không thăng bằng, và cái đó là cái mà Thanh thấy rất rõ đó. Mình đang sống trong một cái xã hội mà người ta chỉ đo cái sự thành công qua cái bao nhiêu tiền mình có trong tài khoản, cái nhà mình ở quận 7 hay là quận Gò Vấp, hay là chiếc xe mình đi đó là xe hiệu gì, là con gì mà con này con kia. Thành ra cái đó nó hoàn toàn, dĩ nhiên là mình không muốn nói nó sai mấy gì ha, ấy nhưng mà nó không đúng rồi. nó không đúng để cho nó có thể nói là cuộc đời của mình nó lăn. Thành ra đó nội cái ý hướng đó đó Thanh, anh nghĩ không mấy ai có thấy được đó. Mấy ai mà Thanh cũng đã đi nhiều nơi, Thanh cũng đã làm sự kiện cho những cái sự kiện gọi là giúp cho con người thành công đó. Thì thường nó mình cũng có cái thước đo của cái đó. Thành ra vấn đề ở đây đó là lăn chậm lăn nhanh. Nhưng mà nó lăn cái gì, cái vấn đề là nó lăn, nếu nó lăn được thì nó sẽ tới ha. Vấn đề là cuộc đời mình nó phải lăn, con người mình nó phải tăng trưởng, mình nó phải phát triển. Thành ra cái đó là cái mà một trong những cái điều mà anh nghĩ là cũng giống như sẵn ở đây anh hỏi Thanh này. Mấy anh chị biết là, chắc mấy anh chị không biết nhưng mà Thanh có một cái lớp mà anh chị cũng đã từng làm đó, tức là cha con đấy. Trong cái hình này mấy anh chị, đây là gia đình Thanh có đứa con trai. Và Thanh có một cái ý tưởng rất lạ mấy anh chị, đối với mình nó là một cái ý tưởng lạ, đó là Thanh mở một cái cam. Thì trong đó đó chỉ có cha với con mấy anh chị, dĩ nhiên con là con trai. Và mình nghe cái ý tưởng đó mình giật mình mấy anh chị nha. Là tại vì sao? Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ thấy, nhất là bên Mỹ, bao nhiêu năm mình chưa bao giờ thấy một cái trại chỉ để cha và con mấy gì. Không biết Thanh có thể nói về cái ý tưởng đó coi, để từ một số mấy anh em mình ở bên Mỹ biết đâu mình làm mấy cái này mấy anh chị à. Ok Thanh. Cái một số nước thì cũng hẳn cũng không hẳn là không có, nhưng mà tại Việt Nam cũng như là trong cá nhân em thấy thì nó thiếu. Vì cá nhân em có con trai, thành ra là em cảm thấy là mình cần phải làm một cái gì đó để không chỉ giúp cho con mình mà giúp cho cái xã hội mà con mình đang sống nó cần phải cải thiện hơn nữa về một số cái vấn đề về quan hệ. Vừa rồi em có gặp một một cái tay người Anh, tay này nói một cái ý mà em thấy rất là hay, đó là cái anh này, anh bạn này, anh so sánh Việt Nam với một số nước đã phát triển á, thì khi người ta phát triển lên á thì cái việc mà truyền thông trong gia đình với nhau á thì người ta ngồi lại với nhau, người ta nói chuyện với nhau. Còn ở Việt Nam mà một số nước mà gọi là chưa phát triển nhiều á
thì thường thì người ta ngồi, gia đình ta ngồi lại với nhau á, thì mỗi người một cái iPad, mỗi người một cái laptop, mỗi người một cái điện thoại, và nói chuyện với nhau bằng 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 technology, bằng công nghệ nhiều hơn là người với nhau. Thì đó là cái ý mà khi em muốn ngồi lại với nhau làm một cái trại huấn luyện dành cho bố và con trai á, nó có thể là còn mẹ và con gái này kia, nhưng mà trước mắt nó là bố và con trai. Bởi vì mình không có nhiều thời gian để mình chơi với con đúng nghĩa, theo cái cách mà người ta vẫn nói là thà là mình dành 5 phút để mình chơi với con lăn lộn bò càng hú hét điên cuồng với nó, còn hơn là mình dành cả nửa ngày để mình quăng một cái táp, quăng một cái đồ chơi cho con rồi mình làm việc khác. Thì giữa hai cái chơi đó hoàn toàn nó khác nhau. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là do là cái cuộc sống và do cái mưu sinh của mình không có nghĩ đến việc là mình phải dành 5 phút để mình lăn lộn bò càng với con đó. Thì bây giờ mình có thời gian, mình dành 3 đến 4 ngày, mình đến một địa điểm nào đó, mình lăn lộn, mình chơi với con, mình điên cuồng, mình hú hét, mình làm tất cả những điều mà trước giờ mình chưa bao giờ mình được làm với đứa con của mình. Thì đó là một trong những cái nút thắt sẽ thắt chặt hơn nữa về cái tình cảm của cả hai bố con khi họ tham dự một cái trại đó. Và trong trại đó nó có những hoạt động activity trong nhà ngoài trời, những hoạt động mạo hiểm thử thách, rồi có những buổi chia sẻ, có những lúc bố sẽ làm một cái hoạt động gì đó biểu diễn tặng con, rồi con trai sẽ làm một cái món quà gì đó bí mật tặng cho bố. Tức là cái mắt xích trong cái trại đó là cái thời gian hai bố con chơi với nhau đúng nghĩa, là một cuộc chơi chỉ dành cho hai bố con trong khoảng thời gian 3 đến 4 ngày đó thôi. Thì chính cái thời gian 3 4 ngày đó nó sẽ là cái tiền đề cho cái hiểu và cái ý thức về cái trách nhiệm của mình với đứa con của mình, khi mình cần dành nhiều thời gian hơn nữa để chơi với nó. Bây giờ rõ ràng sau 4 ngày đó mình sẽ nhận thấy được là đứa con nó là một người hoàn toàn khác. Nó nhận thức được cái tình cảm của bố nó nhận thức được rất là nhiều thứ từ cái việc nó chơi với bố nó, và chính bản thân mình từ cái việc đó mình cũng học được một bài học rất lớn, đó là cái việc dạy con nó không chỉ mang cho con cái vật chất, mà nó cần mang cho con cái sợi dây tình cảm bằng cái việc mình chơi đúng nghĩa với nó. À, đó là cái mà em cảm thấy nó giá trị nhất khi 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 có dịp. Và hiện nay tại Việt Nam thì em đang bắt đầu làm lại về cái dự án này cùng với một số anh chị nữa. Ví dụ ngày sáng ngày mai là tụi em sẽ ngồi lại với nhau để bắt đầu tiến hành cái kế hoạch cái trại này ở tại Việt Nam. Trước mắt là mong có dịp sẽ có thể tổ chức cho một số anh chị có gia đình ở ở ở bên nước ngoài dành thời gian cho con cái ở cái trại này. Ông rất hay. Anh biết làm sao? Có thể là ở Mỹ hay là ngay cả việc mà Thanh cũng có thể tổ chức ở Việt Nam đó, rồi mấy anh em mình promote cái này để một số cha con ở Mỹ về Việt Nam vacation, nhưng mà đồng thời cũng tham dự cái lớp của Thanh. Nhưng mà Thanh vẫn tổ chức ở Việt Nam, nhưng mà mấy anh em ở Mỹ về tham dự. Và ăn thua là cái ý nghĩa của nó đó. Thành ra anh kể cái này cho mấy một số mấy anh chị, với lại anh cách đây khoảng chừng năm đó thì Alan Gao, không biết là Thanh có dịp gặp Alan, hình như chắc rồi, tức là upline Dạ của rồi, anh đó. Thì Alan có một cái hè cách đây hình như là năm 2 năm gì đó, tức là ông ta ở San Diego, ông ta có chiếc xe RV đó, tức là cái xe mà trong đó là có bếp, có bồn tắm, có máy giặt, máy sấy, nhưng là có 3 4 cái phòng ngủ, phòng khách được luôn, cái xe thiệt là dài đó. Thì anh ta bỏ cả gia đình lên trên đó và chỉ nhắm một hướng thôi Thanh, tức là đi về hướng Bắc. Anh ta kể cái câu chuyện nó rất cảm động anh chị, cả gia đình, hai vợ chồng, con cái và thêm 2 người bạn để lên xe chỉ nhắm đi về hướng Bắc vậy thôi, không không định là đi đâu, nhưng mà với mục tiêu rất rõ này. Chuyến đi này để khám phá qua thử hai đứa con mình tài năng của nó là gì. Chứ có thể một số mấy anh chị nói là trời đất ơi, con mình nó mười mấy tuổi rồi, chẳng lẽ ông ở với nó suốt mười mấy năm ông không biết tài năng. Thiệt ra mình không biết mà anh chị. Nhưng mà sao? Alan với cái ý định rất rõ đó là cả gia đình nhảy lên xe đó để ông ta khám phá hai chuyện mà gì. Thứ nhất là tài năng của đứa con mình là gì, và cái thứ hai đó là cái gì con mình nó sẽ có thể phục vụ cho nhân loại. Khám phá cái tài năng của con mình và cái gì nó có thể phục vụ cho nhân loại. Và ông ta nói là ông ta cứ đi về hướng Bắc cho tới khi ông ta tìm ra được
thì chúng ta sẽ ngưng, còn không cứ tiếp tục đi về, có nhiều khi nó lên tới Bắc Cực luôn đó. Hay là lên tới Bắc Cực cho nó vòng qua cái đầu bên kia nó xuống Nam luôn. Nhưng mà thứ nhất đó, Thanh, thứ nhất đó là cái ý tưởng của một người tự do hả. Rõ ràng là ông ta có tự do để có thể leo lên xe và chỉ trực chỉ hướng Bắc cho tới khi thích thì ngừng. Và trong suốt cái cuộc hành trình đó, anh chị coi cái video mà Alan, thì Alan sẽ có mặt ở Hà Nội và có mặt ở Sài Gòn tuần tới, thì có gì Thanh thu xếp rồi cái gì anh em mình tới gặp nói chuyện rất là hay. Ông Tâm đi ngang những cái nơi hoang dã mình chị vẫn ngừng xuống và câu cá, nhưng mà luôn luôn theo dõi và sống rất gần với con mình để coi con mình, thì ông ta mới khám phá ra một chuyện mà chị, là thằng bé này nó mê về âm nhạc, mà từ hồi nào đó nó chơi vô vô rất giỏi nha, nó chơi vô vô mà chị, nhưng mà ông ta hoàn toàn không nghĩ, chỉ là mơ hồ biết con mình nó mê nhạc thôi, nhưng mà không ngờ là nó có một cái năng khiếu rất lớn về âm nhạc này. Mấy anh chị thấy, mình tưởng đâu con mình biết mình, là tại vì thực tế ra cái thời gian mà mình dành cho con mình nó cũng giới hạn. Và nhất là mình không có một cái không gian, một cái môi trường, cái mà Thanh nói ở đây là làm sao có cái môi trường mà chỉ cha con từ sáng tới tối mà chị. Chỉ có những cái lúc đó nó mới bộc lộ ra, hoặc là mình có thể nhận ra cái tài năng của con mình. Và cái mà cũng đặc biệt nữa đó Thanh, là cái ý của Alan đó là để xem con mình có thể phục vụ nhân loại về cái lĩnh vực này. Và cái chuyến đi đó mà chị, anh ta thâu lại hình ảnh đó. Và mình nghĩ là khi chiếu lên nó thì mình thấy cái thứ nhất mà chị, cái đời sống của một người có tự do thật sự, nhảy lên xe đi về hướng Bắc không cần biết là đi đâu. Và cái đó không phải mấy ai cũng làm được mà chị. Và cái thứ hai, cái ý nghĩa rất hay đó là khám phá qua thử tài năng của con mình là gì và cái gì nó có thể phục vụ được nhân loại mà chị. Đó là trong cái ý mà Thanh vừa mới nói ra, thì anh rất đồng ý là mình thiếu cái thời gian dành cho con cái. Nhiều khi mình hay nói dạ em làm tuần 7 ngày đó là tại vì em lo cho con. Cái câu nó hơi nghịch lý mình. Vì con mình nó cần cái thời gian của mình chứ nó không cần tiền của mình. Rõ ràng nó là như vậy mình. Mình nói là dạ em và có cái khác nữa là sao, tại vì mình làm quần quật từ sáng tới tối, có thể ngày 12 16 tiếng mình nghĩ là mình dành thời gian cho mình làm vì con, nhưng mà rồi lại không có thời gian cho con ấy vậy ha. Thành ra mình mua những cái đồ chơi đắt tiền nhất, mình mua cho những cái nó áo quần đẹp nhất, nó muốn cái gì mình cho nó cái đó, thì không khéo mình lại làm hư nó. Anh thật ra cái đó là một trong những cái hiện trạng mà một số mấy anh em ở Mỹ biết rất rõ cái điều đó, hoàn toàn không có cái thời gian. Anh thật ra những cái chuyện mà Thanh làm đó, thứ nhất là cai nghiện về cái technology mà gì, cái đó cũng là biết đâu được Thanh sẽ mở một cái trung tâm cai nghiện về technology mà. Mình nghĩ cái này chắc cha mẹ Yeah. gửi con đi khá nhiều, hay là vợ gửi mấy ông chồng, hay là chồng gửi mấy bà vợ đi cái trung tâm cai nghiện này. Và cái thứ hai mà gì, những cái thời gian mình nghĩ là nó dành cho con cái nó rất quan trọng, vì con lớn rất nhanh. Con Thanh năm nay bao nhiêu tuổi Thanh à? Dạ ba sắp 4 tuổi rồi. Sắp 4 tuổi thì tương đối Thanh còn cái thời gian rất nhiều. Anh phải nói là một trong những cái kỷ lục mà anh rất tự hào, có thể nói là trong tất cả những cái mà nó gọi là thành tích, nếu mà gọi là thành tích, có một cái mà anh rất tự hào, đó là anh chưa sót một ngày nào chở con đi học. Cũng cũng hiếm lắm anh chị nha, hiếm lắm anh. Trước thời gian trung học, tiểu học, trung học rồi lên tới đại học cũng vậy. Đứa con gái đầu của anh là 2 năm đầu tiên học đại học nó vẫn không muốn có xe. Thường thường ở Mỹ là lớp 11 là bắt đầu đòi cha mẹ mua xe hơi riêng rồi đi đi học riêng này, nhưng mà đứa con mình nó cũng may mắn là 2 năm đầu nó vẫn chờ đi học. Và anh với năm đại học thì không phải là ngày nào anh cũng chở đi, nhưng mà anh rồi chị Dung thay phiên nhau, rồi mỗi lần mà thả đó này anh với chị Dung chạy ra ngoài chợ, cái nó kêu là cái farm market, tức là chợ của những cái người người nông dân đó, người ta bán hàng đó. Anh quay quẩn đó khoảng chừng 3 4 tiếng đồng hồ, rồi sau đó cái tới giờ đi đón con về mấy chị. Và cái thời gian đó khi nhìn lại đó là cái thời gian mà anh thích nhất, tức là mình có cái thời gian cho con mấy chị. Bây giờ nó 25 23 tuổi mấy chị, nó có cái đời sống riêng, nó có bạn riêng, mỗi lần về phải gặp phải hẹn. Thành ra nó mình nhìn lại, thành ra Thanh bây giờ nó phải phải thưởng thức, phải enjoy nó nhỉ. Và cái đó là cái mà ít người biết mà gì, mình nhận ra được khi con mình bắt đầu nó lớn, giống như chim có lông có cánh thì tự nhiên nó bay mất. Cái lúc đó hai hai con chim hả, hay nói nôm na là 2 con khỉ già bắt đầu ngồi ở nhà, bắt đầu tiếc cái thời gian mà mình dành cho con.
Đó là một trong những cái điều mà anh nghĩ cái ý tưởng rất hay. Thanh 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 có xong Dạ. anh cho anh biết trước nha, anh promote mấy anh em ở Mỹ, mấy chị ở Mỹ, mấy chị đang nghe chương trình, Dạ. nếu mà mấy chị phối hợp với lại cái chuyến đi cũng giống như Thanh à, à cái ý này cũng hay à Thanh nè à. Dạ. Tức là ví dụ như cho cái lứa lứa 10 lứa học trung học đi, ví dụ như cấp 2, cấp 3 đó, anh nghĩ là ở Mỹ nó có một cái nhu cầu rất lớn này vậy nè. À, con cái ở tuổi đó nó cần hiểu về cái cuộc sống, nó cần hiểu về cuộc sống của những người kém may mắn. À, anh lấy cái thí dụ của anh đó để cho Thanh thấy cái nhu cầu rất lớn, là anh có đứa sau đấy, nó có cái dịp mà nó va chạm vào những cái việc từ thiện ở Việt Nam, thì rõ ràng khi nó sống ở bên Mỹ nó khác hẳn, nó tiêu cái gì nó cũng suy nghĩ lại. Anh đã mỗi năm đó anh muốn gửi về Việt Nam, anh cũng muốn cho nó có những cái sinh hoạt ở trong cô nhi viện, hay là sinh hoạt đi giúp những người nghèo đó thôi. Thành ra anh nghĩ một số mấy anh em ở Mỹ cũng tương tự, nếu mà anh chị có ý kiến gì đó, nếu mà anh chị có thể bấm vào cái dấu bàn tay nha, rồi mấy số mà chị có thể chia sẻ ở dưới đó, là ví dụ như là Thanh tổ chức những cái buổi mà một số mấy anh em mình có thể gửi con về mấy anh chị, và trong suốt một tuần hay là 2 tuần đó nó có những cái sinh hoạt tức là làm quen với bạn bè Việt gốc người Việt Nam nhưng mà năm châu bốn bể ha. Và có thể có những cái sinh hoạt để thứ nhất hiểu hiểu hơn về cái con người của mình. À, cũng cũng có thêm một cái ý này nữa là Thanh, cái lúc mà anh đứa con anh khoảng chừng năm lớp 9, lớp 10 nữa, thì có một cái lúc tình cờ anh ngồi cái bàn, anh dọn cái bàn đó thì anh thấy một cái thơ nó viết, đúng là một cái bài luận văn. Nó viết ở trong đó là nó không biết nó là người gì, nó biết nó là người châu Á, nhưng mà vì vì nó sanh ở Mỹ nữa, thành ra nó cứ băn khoăn đó là khi mà nó gặp những người bạn Mỹ nó thì cái tóc nó khác, cái mắt nó khác, nó biết nó là không phải là người Mỹ, nhưng mà ngược lại nó không phải là người Việt Nam, nó không phải là người Á Đông. Mình kêu là cái thế hệ trái chuối đó, tức là ở trong trắng mà cái ngoài là màu vàng, tức là da nó vàng nhưng mà phía trong nó sống như Mỹ mà. Cái chuối kêu là cái thế hệ cái banana generation. Và cái đó đó Thanh, nó đang có một cái nhu cầu rất lớn là nó muốn tìm về cái cội nguồn của nó. Cho tới khi mà con anh nó về Việt Nam thì sau đó anh nó hỏi nó là sao con thấy làm sao, thì nó nói là nó biết nó là người Việt Nam. Rồi những cái lần mà nó đi cô nhi viện cũng vậy. Ai cũng nói ô con nhi viện con dạy cho mấy đứa nhỏ, nó nói không, nó đi gọi cô nhi viện và chính những đứa bé đó dạy cho nó rất nhiều bài học về cái vấn đề cái đời sống như thế nào ha, nó chính là cái người học mình của nhiều. Thành ra Thanh thấy không, đó là cái nhu cầu của rất nhiều cái bậc phụ huynh đang muốn có cái gửi con về mùa hè chẳng hạn, biết đâu được. Anh nghĩ là nhiều khi cái này là một cái project mới, một cái dự án mới cho Thanh đó. Và anh có thể promote ở bên Mỹ, bên Pháp này, Úc này, mấy anh em mình gửi về mấy gì, vì người Việt Nam mình vẫn muốn có chơi với nhau mấy gì ha. Chúng tôi con mình là không khéo nó lớn lên nó chơi với Mỹ, nó chơi với Tây, nó chơi với người Úc gì đó. Và nó mở rộng cái mạng lưới, cái network của những người bạn nó ở khắp năm châu mấy gì, nó cũng cũng hay đó Thanh. Anh nghĩ cái này cũng là một trong những cái ý cha mẹ về chơi ha, nhưng mà dắt con theo, xong rồi cho con vô đó, giao cho anh Thanh, giao cho anh Thanh tuần 2 tuần gì đó để cha mẹ đi vòng 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 chơi cái này, sau đó là cả gia đình đi đâu đó mấy ngày. À, anh nghĩ cái nó hay nha ha, đó là một cái nhu cầu rất lớn. Dạ. Ok, thành ra trong cái chủ đề mà ngày hôm nay mấy anh chị, dĩ nhiên là cái kiến tạo cuộc đời ngoại hạng thì Thanh cũng có tham gia một lần ở Đà Lạt. Nó không phải là mình ngoại hạng với bất cứ ai mấy anh chị ha, cái nghĩa của ngoại hạng ở đây đó là làm sao sống hết mình, làm sao có thể đem đem được cái tối ưu nhất của mình ở trong sáng hôm nay mình dạy nó người ta cái chuyện đầu tiên đó, mình đọc cho một cái tab sẵn ở đây, mình đọc ở đây luôn này, có gì Thanh có thể góp ý. À, cái tựa của cái này là một câu hỏi hay luôn chờ đợi một câu trả lời hay mấy gì. Trong cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng sẽ có ý nghĩa hơn nếu bạn dành thời gian để suy ngẫm về những câu hỏi quyền năng thay vì cố gắng đi tìm câu trả lời.
đặt ra những câu hỏi mới lạ là cách tốt nhất để khiến mình trở nên sâu sắc và mở ra cánh cửa dẫn vào con người thật của chính bạn. Tôi khuyên bạn nên suy ngẫm về 5 câu hỏi sau đây trong vòng 30 ngày tới. 30 ngày tới mà gì ạ? 5 câu hỏi nè. Thứ nhất, nếu bạn được sống trong một cuộc đời tuyệt diệu, nó sẽ trông như thế nào? Có khi mấy anh em mình ngồi với nhau mấy anh chị, ngồi quán cà phê. Bây giờ mình chỉ hỏi người đối diện thôi. Nếu bạn được sống trong một cuộc đời tuyệt diệu đó thì nó sẽ trông như thế nào? Tức là bạn có thể visualize ra vậy, bạn có thể tưởng tượng về một cái cuộc đời tuyệt diệu của mình nó là cái gì. Cái đó nó không khác gì cái vấn đề là cái giấc mơ của anh là gì, cái ước mơ của anh là gì mà anh chị. Nhưng mà thay vì mình hay làm một cái bản ước mơ đó Thanh, thì anh nghĩ là nếu mà hai người ngồi với nhau, anh hỏi Thanh, Thanh hỏi anh, hai người ngồi với nhau, hai người bạn, bất cứ hai người bạn nào mà ngồi, anh có thể diễn tả cái cuộc đời tuyệt diệu nhất của cuộc đời, cái cuộc sống mà anh gọi là trong mơ của anh như thế nào? Dĩ nhiên nếu mà ngồi ở quán cà phê đó thì nó hơi 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 nghe tiếng rồi nó ồn ào ha, có thể dắt là một cái khu rừng nào đó hay một nơi nào đó thiệt là vắng, vì những nơi đó mà chỉ cái môi trường xung quanh thôi. Ồ, nhắc là Đà Lạt hay là đâu đó ha, bắt đầu mình nói về những cái cuộc đời tuyệt diệu mà mình mong 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 muốn mà chỉ có thể từ trước giờ mình chỉ chưa chưa nghĩ ra, nhưng mà ít nhất là gì ha? Mình nghĩ về cái cuộc đời mà mình mong ước nó như thế nào. Cái đó là cái thứ nhất, một số anh chị có viết, anh chị ghi xuống anh chị ha. Nếu bạn được sống trong một cuộc đời tuyệt diệu, nó sẽ trông như thế nào anh chị? Nó sẽ trông như thế nào? Và cái thứ hai anh chị, ba ưu tiên lớn nhất cuộc đời bạn và cuộc sống hiện tại của bạn bị ảnh hưởng như thế nào bởi các thứ tự ưu tiên đó? Ba ưu tiên lớn nhất anh chị của cái cuộc đời và cuộc sống hiện tại của bạn bị ảnh hưởng như thế nào bởi các thứ tự ưu tiên đó? Cái câu thứ ba mấy anh chị này, nếu câu này là câu cũng hay mấy anh chị, nếu bạn chỉ còn 10 phút để sống, mình còn 10 phút mấy anh chị, những suy nghĩ nào sẽ hiện ra trong đầu bạn và những cảm xúc nào sẽ đến? Những cái suy nghĩ và những cảm xúc mấy anh chị, lúc đó mình sợ, lúc đó mình tiếc, lúc đó mình cảm thấy rất tự hào, hay là như thế nào mấy anh chị? 10 phút sau cùng để mà sống đó, cái gì nó nằm ở trong đầu mình suy nghĩ như thế nào? 10 phút mình, nếu mình chỉ còn 10 phút để sống thì mình nghĩ cái đó là cái quan trọng nhất. Chắc chắn mình không nghĩ tới vấn đề công việc, chắc chắn mình không nghĩ tới vấn đề tiền, nhưng mà thường là những cái relationship, những cái quan hệ mình gì, có thể là con, có thể là cha mẹ, có thể là một người nào đó mà lâu nay mình không có dành thời gian, đó là những cái chuyện rất quan trọng. Cái câu hỏi thứ tư mình vậy nè, nếu bạn được dùng bữa tối với bất kỳ ai đó trên thế giới đó thì đó là ai và tại sao? Nếu bạn được dùng bữa cơm tối mình sẽ hỏi Steve Jobs coi thử là ông này nếu ông còn sống thì không biết cái gì sẽ ra mấy gì, vì thực tế ra đối với mình Steve Jobs ông không phải là một cái người CEO hay gì đó, ông ta là một người nghệ nhân, ông ta là một người nghệ sĩ, cái người mà nói là thay sáng tạo ra những cái tác phẩm để có thể thay đổi cả thế giới mình vậy ha. Cái câu số 5 anh chị, nếu bạn có thể dùng một biểu tượng để nói về cuộc đời tốt đẹp nhất của mình thì đó là gì? Không phải là cái biểu tượng về cuộc đời mấy anh chị nha, mà cái câu này nó có thêm mấy chữ này mấy anh chị nè. Nếu bạn có thể dùng một biểu tượng để nói về cuộc đời tốt đẹp của mình đó là cái gì? Tức là cái logo của cuộc đời mình đó mấy anh chị. Thành ra đó là những cái câu mà có thể một số mấy anh chị trong 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 tuần tới hay là trong tháng này mình ngồi xuống và mình hỏi những cái câu hỏi đó, vì chỉ có khi chỉ khi mà mình nhắc lại mình những cái câu hỏi quan trọng, câu hỏi quyền năng mấy anh chị, powerful questions, thì tự nhiên mình sẽ tìm ra cái câu trả lời, và cái câu trả lời đó nó là cái tìm ra cuộc đời của mình. Thanh biết tuần trước đó Thanh, thì cái này anh không chuẩn bị trước nữa, nhưng mà trước đó khoảng chừng hàng tháng thì có một cái team ở California, anh cũng ít post hình lại nên có thể mấy anh em không thấy, tự nhiên có đi tham dự một cái lớp thay đổi để thành công. Hồi trước anh làm với Nguyễn Ngọc Huy ở Maryland đó, thì anh này anh về và bây giờ đó là đang là Blue Diamond, thì đang nói thì Huy anh đó tên cũng là Huy đó, cũng tên là Huy Huy Trương, thì Huy mới nói với anh là cái lớp mà em tham dự nó thay đổi hẳn về cái suy nghĩ về cuộc đời và em tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống, và do đó 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 là một cái phần nó không thể thiếu
trong cái sự thành công trong bất cứ việc gì làm, trong đó có cái vấn đề business, trong vấn đề có vấn đề sự nghiệp mình. Và Huy cứ cứ nói hoài là anh phải làm, anh phải làm, anh phải làm, anh làm gì anh cũng dành thời gian. Thành ra tuần trước đó Thành, ôi cha, chọn một cái nơi quá đẹp, nó nằm sát bên cái biển của Santa Cruz là bên California. Và rõ ràng đó, rõ ràng Thành, cái này là lên núi. Nó là cái retreat camp mà Thanh, mà Thanh Thanh bữa hôm đó lên mà anh nói Thanh, mà Thanh mà có mặt ở đây là Thanh mê tít. Và nó có cái hay đó là không có chia phòng, Thanh biết là sao, tại vì nam dồn hết vào phòng còn nữ dồn hết vào phòng, khỏe không có chia phòng nha. Tại vì nó có nguyên một cái phòng rất lớn, ở trong đó nó để giường đôi, nó giường đôi giường đôi giường đôi, nó để khoảng chừng 20 cái giường đôi, bên này là 20 cái giường đôi, bên nữ cũng 20 cái giường đôi. Và toilet nó thì tha hồ nha, rất sạch rất đẹp, nằm giữa rừng. Buổi tối có mấy con raccoon ở bên Việt Nam mình không có đâu. Cái con này cái mặt nó quỷ quái lắm, nó không phải chó sói, nhưng mà của cha buổi tối là nó ra. Và cái chỗ đó là cái chỗ mà thật sự là để cắm trại đó. Thì anh cũng làm lại cái thay đổi để thành công, chỉ có một cái không bước qua lửa, nhưng mà giờ chót nữa thì cũng sắp cái ghế bỏ lên cái bàn đó, rồi bắt nếu leo nó là nhảy xuống. Và bố nó thì không có đông, khoảng chừng 30 mấy 40 người thôi, nhưng mà sau cái bữa hôm đó nữa thì cái người học nhiều nhất, nó chắc có thể không phải mọi người đâu, mà nhưng mà cái người học nhiều nhất đó là anh, học được rất nhiều chuyện qua cái buổi hôm đó. Thật ra anh là nghĩ là có đôi khi mình tổ chức cái này đó không phải là để cho người khác học mà, dĩ nhiên là ai cũng tới tham dự đó là người ta học được anh chị, nhưng mà cái người mà học nhiều nhất đó là người tổ chức. Thành ra cũng tương tự, anh nghĩ là Thanh cũng là một trong những người Thanh trưởng thành qua những cái lớp này. Thành ra Thanh có thể chia sẻ chút xíu Thanh nè, tức là qua những cái lớp trong suốt bao nhiêu năm đó, cái gì là cái mà Thanh học được cũng giống như nó giúp cho Thanh có thể trưởng thành này. Thì về về cái cuộc sống đó, đó là những cái kinh nghiệm gì mà Thanh đã rút ra trong suốt một cái quá trình dài đi giúp những người khác tổ chức những sự kiện, giúp cho những cái chương trình mà huấn luyện về 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 cái cuộc sống. Ok Thanh. Cái làm rất là nhiều trại huấn luyện á, thì cái điều mà sau mỗi cái trại động lại sâu sắc nhất trong em á là cái buổi mà mình ngồi với nhau mình chia sẻ. Tại thường cái trại đó là em là người đọc hai cái vôi, giống như mấy lần em có thu cái vôi gửi anh á, cái vôi đầu cái vôi đầu tiên là về 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 gia đình, cái vôi thứ hai là về cha mẹ. Thì chính hai cái vôi đó, hai cái bài đọc đó nó tác động rất là sâu sắc vô con người của em. Và chính lý do đó là em làm mọi thứ, cho dù cho dù cái business rất là bận rộn, cho dù rất là nhiều thứ, thì cái cuối cùng em muốn tập trung nhiều nhất nó vẫn là gia đình nhỏ của mình, là chỗ con em với vợ em, và gia đình thứ hai là bố mẹ. Và chính việc đó làm cho em thêm là hồi trước á, là cái con người em làm tại vì cái cuộc sống em bắt đầu trưởng thành thì nó hơi khó khăn tí, nên khi bắt đầu đi kiếm tiền, biết kiếm tiền rồi đó, thì kiếm cũng rất là nhiều và mình không có quan tâm nhiều đến cái gia đình của mình. Bởi vì lúc đó mình khi mình kiếm tiền được, mình chỉ cảm nhận là mình phải lo cái gì cho bản thân mình trước á. Và bản tính nó giống như là càng ngày nó bị nhiều hơn á. Nhưng mà khi bắt đầu em đi làm những cái trại huấn luyện này đó, thì tự nhiên cái mình nhận thức được một cái điều rất là lớn, đó là cái việc cái cốt lõi cuối cùng của cuộc đời mình đó là cái ở phía sau mình, đó là cái gia đình. Và khi đó cứ sau mỗi một cái chương trình như vậy á, thì cái việc đầu tiên em cần làm đó là em gọi điện thoại lên cho nhà. Và ở nhà thì em biết là bố em, gia đình em có 4 chị em, là em là thằng người duy nhất trong gia đình nói cái từ mà nghĩ là mẹ em là người duy nhất nghe được cái từ đó từ 4 chị em là em đó, đó là con yêu mẹ. Đó là sau mỗi một lần đọc vậy xong rồi em gọi điện, cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho mẹ, rồi gọi điện thoại cho vợ. Và trong suốt bao nhiêu năm làm như vậy, cứ mỗi một lần như vậy là em làm một việc đó, tức là riết là vô giống như tiềm thức luôn. Và mình chờ và con người em trở thành bây giờ con người em là một người nó thiên hướng về gia đình rất nhiều. Em làm mọi thứ về gia đình và em tập trung hoàn toàn bộ vô gia đình, từ cái việc dành thời gian cho gia đình, dành cho con cái, dành cho bố mẹ, và luôn 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 như vậy. Cho dù cuộc sống có bề bộn cỡ nào đi nữa thì em vẫn luôn luôn nghĩ tới việc đó. Giống như sắp tới đang xin visa đi Mỹ chẳng hạn, thì việc đầu tiên mà trước khi
Em đi làm visa đó là em hỏi vợ em là em muốn đi chung với anh hay không. Tại cá nhân em là bản thân em qua đó có thể là em sẽ làm một cái gì đó, em đóng góp một cái gì đó cho một số chương trình bên đó của mình. Nhưng đối với em là nếu như em chỉ đi một mình, ý nghĩ em chỉ đi một mình và em không có gia đình hoặc là những người thân đi cùng với nhau á, thì tự nhiên con người em cảm thấy bứt rứt lắm. Và việc đầu tiên là em hỏi, việc đầu tiên là em hỏi, cứ hằng em hỏi liên tục trong trong suốt cả tháng này á. Bây giờ thì đó là cái mà em bị tác động nhiều nhất, các mặt, tám mặt mà lúc đầu em chia sẻ, thì cái mặt về gia đình là cái mặt mà em cảm thấy em đang làm đặt cái con số điểm nó tốt nhất, và cái điều đó làm cho em có được cái giấc ngủ nó rất là an lành sau mỗi tối. Đó là lý do mà vợ em nói em không biết tối nào em cũng trằn trọc và sao anh thấy em ngủ ngon quá, từ cái việc ở nhà kế bên làm đường làm nhà hay cái anh thấy cũng nằm ngủ phe phe, lên xe cũng ngủ, lên bay cũng ngủ, đi đâu cũng ngủ, và em cảm thấy mình cảm thấy rất là an lành khi mình dành nhiều cái thời gian vô cái việc mà mình bị tác động nhiều nhất như vậy. Và đó là cái mà em thay đổi nhiều nhất về con người của mình, tại em mới là cái người sống nội tâm nhiều lắm nhé. Ngay cả những cái bài viết em trên Facebook cũng vậy. Em rất ít khi nào anh ấy, em rất ít khi nào em làm cái gì đó tiêu cực trên Facebook, bởi vì em xem nó giống một cái nhà, giống một cái chỗ để mình thổ lộ cái tình cảm, cái con người của mình đối với những cái người mà mình yêu thương nhất, thì ít khi nào em làm cái gì tiêu cực cho nó lắm. Cho dù có tiêu cực lắm đi nữa thì mình có viết một cái gì đó cho nó tích cực và nó đóng góp được, và nó làm sao để giúp được cho những người mà mình cảm thấy mình yêu thương nhất. Ngay cả ở công ty, cái doanh nghiệp Việt Nam điều hành vậy, cho đến giờ 7 năm trời em cảm thấy cái mà em được nhất đó là em xây dựng một cái cộng đồng, một cái business của em như một cái gia đình thứ ba của em, và các bạn là ở trong đó là những người thân trong gia đình của mình và làm việc với nhau. Nên là đó là cái tác động lớn nhất và đó là cái bài học lớn nhất mà em học được từ những cái trại huấn luyện mà em đi phục vụ cho mọi người, và mình tự thấy được mình đạt được cái điều lớn lao đó. Dạ. Okay, anh có thể là ít người nghĩ tới Thanh hả? Mình là người đứng lớp, mình là người tổ chức, nhưng mà thiệt ra đó là cái học lớn nhất. Cái người nói hay người kể chuyện hay là người gì đó đó cũng giống như cái tuần trước đó, tại vì anh đi suốt mấy tiếp 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 khoảng chừng 4-5 nơi, sau đó anh chạy thẳng tới cái camp và có thể nói nhiều khi anh không dám nói với mấy anh em trước, nhưng mà tối bữa hôm nay đã anh nói cho Thanh là tới cái giờ đó anh mới chuẩn bị đó, nghĩa là khi mà xe tới nơi cái camp đó rồi anh mới ngồi anh mở computer ra và anh tìm. Chào, lúc trước thì anh có tới 2-3 người phụ anh, nhưng mà cái bộ hôm đó chỉ có một mình anh thôi. Anh mới lôi những cái bài mà Thanh nói đó, rồi anh mới lôi nhạc ra, rồi anh mới chuẩn bị cho cái đêm mà tối thứ nhì đó Thanh, tại vì cái tối đó là tối quan trọng nhất. Thành ra tối nó biết làm tại sao Thanh, anh nghe lại cái bài của Thanh nói nó à, thì té ra đó từ nào tới giờ anh tưởng đâu là Thanh nói có cái nhạc đệm. Bộ hôm đó anh mới mở ra thì té ra Thanh nói không mà không có nhạc, thành ra anh phải mix với lại cái nhạc nữa. Và khi mà anh nghe cái lời Thanh nói, tại vì bình thường đó mấy anh em lo cái phần đó anh không có để ý lắm, anh nghe là nghe vậy thôi anh biết không? Nhưng mà bữa hôm cách đây đúng một tuần đó, tức là tối thứ bảy tuần trước mà anh ngồi anh nghe cái giọng của Thanh và anh mới thấy rõ ràng là anh đã biểu lộ cái cảm xúc qua cái bài mà Thanh đọc đó. Chỉ rất tiếc là bữa hôm đó nó mess up làm sao đó mà cái phần thứ nhì khi mà nói về về mẹ con đó thì không 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 mở lên được, chỉ nghe được cái phần đầu thôi. Và tự nhiên lúc đó anh mới cảm nhận là cái người mà cảm nhận một cách sâu sắc nhất là anh Thanh này mấy anh chị, là tại vì anh là người tổ chức, anh là người đọc cái đó ra. Anh thành ra cái đó cũng là một trong những cái mà mình cũng khuyến khích một số mấy anh chị, tất cả những chuyện mình làm anh chị mình phải truyền đạt là với người khác, mình phải chia sẻ là với người khác. Cái chia sẻ ở đây mấy anh chị, cái người mà được nhiều nhất là cái người cho chứ không phải người nhận mấy anh chị. Mình ở cái vai trò cái người cho, cái người mà mình tặng, cái người đó là cái người mà người ta được nhận nhiều nhé. Anh thành ra trong tất cả những cái chuyện mà mấy anh chị học được, mình cũng đề nghị với mấy anh chị là nên chia sẻ lại với người khác. Mình học cách hay nhất là dạy người khác mấy anh chị. Dĩ nhiên là cái chữ dạy ở đây bỏ trong ngoặc kép,
mình không muốn dạy ai đấy, nhưng mà cái đó là cái mà mình cảm nhận được nhiều nhất. Cũng giống như mình nghe giọng Thanh, cô nói là mình kỳ trước là mình yêu cầu Thanh đó là thâu sẵn mình gì để một số mấy anh em mình làm ở bên Mỹ, mình rất muốn Thanh có mặt ở Mỹ. Một số mấy anh chị có thể là trong thời gian sắp tới mình hy vọng là có vợ chồng Thanh ở đây đó, mấy anh chị sẽ nghe được và mấy anh chị sẽ thấy được cái con người của anh Thanh ấy. Nhưng mà mình nghe cái giọng xong mình mới biết à, cái người mà cảm nhận sâu sắc nhất chính là cái người mà cho mấy anh chị Thanh đang đóng trong cái vai trò là mình là người đứng ra điều khiển cái chương trình. Thành ra cũng tương tự mấy anh chị ha, tất cả những chuyện gì mấy anh chị nghe, tất cả những chuyện gì mấy anh chị học, cái cách học nhanh nhất hay nhất mình là mình truyền đạt lại với người khác. Nhất là một số mấy anh chị đang có con cái, mình truyền đạt lại cho con cái mình và mình cho càng nhiều thì càng cho nhiều, tức là mình càng nhận nhiều mấy anh chị. Thành ra có thể nói là cái con người của anh Thanh bữa hôm nay và tương lai của anh Thanh mấy anh chị, nó nằm ở cái chỗ là Thanh đã làm cái việc cho đi trong cái thời gian rất dài, có thể dài hơn hơn ai hết mình. Và cái đó là cái ý nghĩa trong cái đời sống và đồng thời trong cái công việc mình làm cũng tương tự. Để kết thúc đó thì mình có một cái câu, không phải cái câu mình, cái này là cái mà cách đây 2 ngày Thanh anh đang đi xe đó thì có một cái người tên là John Maxwell đó. Ông John Maxwell này đó là một cái người có thể nói đứng đầu thế giới về cái leadership mà gì. John Maxwell đó, ông có viết khoảng chừng cả chục cái cuốn sách đã đang được dịch ở Việt Nam, nguyên một cái bộ sách về leadership John Maxwell mà gì. Thì cái câu nói của ông rất bình thường, mình nghe cái đĩa của ông thường xuyên mỗi lần mà mình nhảy lên xe mà gì. Nhưng mà không hiểu tại sao cách đây 2 ngày mình nghe xong đó, anh biết là anh nghe xong anh phải tấp vào trong lề, tấp vào trong lề. Và tự nhiên có nhiều khi hả, cũng cái câu nói đó mà chị mình nghe đi nghe lại không sao đó, nhưng mà tự nhiên nó đúng vào một cái thời điểm mà chị. Thì trong cái bài đó người ta phỏng vấn đấy là cái sự khác biệt giữa thành công và significance. Thanh Thanh ráng tìm giùm anh cái chữ này nha Thanh. Significance tức là thành công đó, tức là cái gì đó mình nhận về cho mình. Thành công tức là mình sở hữu cái gì đó, mình đạt được cái mình muốn mà Thanh em. Khi mình đạt được cái mình muốn, cái định nghĩa của thành công là vậy, có thể là mình đạt được một cái số tiền, một cái danh vị, một cái gì đó. Nhưng mà significance là gì? Tức là mình cho đi. Cái mà mình cho đi, cái đó nó mới lớn mà chị. Vì sao? Cái thành công nó có biểu tượng một con ó mà gì ha. Những người thành công đó mấy chị thấy là hay lấy cái biểu tượng là con ó mà chị, nhưng mà sao mấy chị, con ó là cái con mà nó bay một mình. Con ó nó cô đơn mà gì. Vì cái sự thành công có thể một lúc nào đó mấy anh chị nhận số tiền, nhưng mà nó rỗng mấy anh chị, nó rỗng. Có thể là mấy anh chị có một số tiền rất lớn, nhưng mà rồi để làm gì mấy anh chị hả? Mấy anh chị nhìn quanh không có bạn, có bè, không có bà con, không có thân nhân, có thể mấy không có luôn cả gia đình mấy anh chị. Cái sự thành công đó có thể khi mấy anh chị đạt được. Rồi cuối cùng gì, mình ăn, mình cũng ăn một bữa, giờ có ăn ngon lắm, mình cũng ăn một bữa. Buổi tối mấy anh chị, hay là mỗi ngày mình cũng ở căn nhà, mấy anh chị có cả chục căn nhà, nhưng mà mấy anh chị chỉ ở một căn nhà trong cùng một lần mấy anh chị. Mình cũng giống như đi xe, mấy anh chị cũng chỉ đi được một chiếc xe một lần, không thể nào đi 5 7 chiếc xe một lần. Nhưng mà cái mà quan trọng mấy anh chị là cái mà mình cho đi. Thành ra John Maxwell có nói một câu mấy anh chị, bây giờ đó tôi, cái sự thành công của tôi nó không phải là vấn đề tôi đi đi tìm những người leader, nhưng mà tôi đi tìm những người leader mà chính họ sẽ là người leader và đi tìm những người leader khác. Tôi không đi build những cái con người mà chị, nhưng mà tôi đi build những con người để những con người đó tiếp tục đi build nhiều cái con người khác, đi xây dựng nhiều cái con người khác. Cái câu đó có thể mấy anh chị nghe thường xuyên mấy anh chị nha, nhưng mà không hiểu tao sao ngay lúc đó mấy anh chị người ta mình nghĩ là từ lâu nay đó mình làm, nhưng mà thường thì mình không có ý thức mấy anh chị. Tức là mình ở tuổi mình mấy anh chị mình bước qua một cái giai đoạn đó là bây giờ nó mình không nghĩ là vấn đề mình sở hữu nó, ví dụ như mình gặp đoán, mình gặp dinh, mình gặp một số mấy anh em á, mình chỉ mong đó không phải là đây là những cái tác phẩm mấy anh chị. Lúc trước Thanh biết anh hay hay nói đùa đó là anh không giỏi như Trịnh Công Sơn, anh không giỏi như Phạm Duy, đó là hai cái thần tượng về âm nhạc, hai hai thần tượng trong cuộc đời của anh thì đúng hơn. Và người ta chết đi, người ta qua đời, người ta để lại hàng ngàn tác phẩm, có thể nói là hàng chục ngàn tác phẩm. Và anh cũng muốn để lại những cái tác phẩm. Và những cái tác phẩm của anh đó là những cái con người mà anh có dịp anh chạm vào cái cuộc đời của người ta. Nhưng mà bây giờ mấy anh chị, nó còn một cái ý nghĩa khác nó lớn hơn như vậy.
Tức là mình đi muốn đi tìm những cái tác phẩm mà chính tác phẩm đó nó sẽ đẻ ra nhiều tác phẩm khác mà chị ha. Thành ra một số mấy anh chị đang nghe cái chương trình webinar hôm nay đó, mấy anh chị đâu có dịp làm việc với mình mấy anh chị, thì mình mong mấy anh chị cũng làm tương tự như vậy mấy anh chị. Mấy anh chị phải tiếp tục trở thành những cái con người mà có thể tác động lên nhiều cái cuộc đời khác. Mình không chỉ thành công mấy anh chị, mà mình đi tìm một cái ý nghĩa lớn lao hơn cái sự thành công. Tức là không phải là mình lấy về cho mình mấy anh chị, mình được cái gì mấy anh chị, nhưng mà mình cho đi cái gì. Cái đó là cái nghĩa của cái chữ significant mà mình tìm cái chữ tiếng Việt chưa ra. Thành ra một số mấy anh chị mình trong cái nghĩa đó. Thành ra Thanh cũng tương tự. Thanh cũng tương tự mấy anh chị. Tức là mình không phải là mình đi tổ chức những cái sự kiện đó để mình lấy về cái tiền cho mình, nhưng mà qua những cái sự kiện như vậy mình tác động vào nhiều người khác, và những người đó người ta cũng sẽ tiếp tục mấy anh chị. Và mình nghĩ là và anh nghĩ là cái đó mới là cái ý nghĩa của cái cuộc đời, đó là cái ý nghĩa lớn của những cái con người mà mình gọi là ngoại hạng. Nó nằm ở ở chỗ cái ý nghĩa đó. Thành ra anh muốn hôm nay Thanh close cái chốt cái buổi nói chuyện của mấy anh em mình này, có một cái câu hay một cái ý gì đó Thanh muốn chia sẻ với một số mấy anh em trước khi mình ngưng cái webinar buổi hôm nay Thanh ạ. Hello. À, anh nghe đó Thanh. Anh chờ em xí. Hello. À, nghe đây. Hello. Nghe nghe. Chắc kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì gửi tặng một các anh chị một cái câu mà em in ra em dán trên cái đầu bàn làm việc của mình luôn á, và nó thay đổi cá nhân em trong suốt mấy tháng vừa qua bởi cái câu này. Đó là mỗi năm á, nếu mình vứt bỏ đi một cái thói quen xấu á, thì rồi cũng sẽ đến lúc ngay cả những người tồi tệ nhất cũng trở nên tốt đẹp. Và cái đó là cái mà em đang rất là tâm đắc, đó là ở đây không phải những mỗi năm nữa, mà mỗi một ngày, mỗi một tháng mình vứt bớt đi những cái thói quen xấu của mình, những cái gì đó đang làm trì trệ cái con người của mình đó, thì chắc chắn là trong hết năm nay năm sau mình sẽ trở thành một cái con người đó, một con người gì đó hoàn toàn khác, và một con người ngoại hạng nó sẽ đến nếu mình vứt bớt đi những cái thói quen xấu mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi giờ, mỗi năm. Cảm ơn anh chị. Ok, cảm ơn ta. Đó. Rất đơn giản mày. À, không có gì câu không có gì phải kêu xa, phải cầu kỳ, phải ghê gớm, phải không phải lên núi để mà học thầy nào mấy anh chị. Mỗi người làm sao biết mình có thói xấu mấy anh chị hả? Mấy anh chị hỏi bạn. Đưa cho bạn tờ giấy, đưa cho vợ tờ giấy, đưa cho cha mẹ tờ giấy, đưa cho anh em tờ giấy, đưa cho thằng bạn đồng nghiệp của mình tờ giấy, boss mình tờ giấy mấy anh chị. Nói là làm ơn anh chị cô bác ông bà cha mẹ vợ chồng làm ơn viết giùm những cái tật xấu mà mình có mấy anh chị, thì bảo đảm mấy anh chị sẽ nhận về khoảng chừng vài trăm tờ lận, và chỉ từng cái một mấy anh chị. Ồ, cái câu mà hay đó Thanh, cái câu mà Thanh vừa nói rất hay là gì, ngay cả những người tồi tệ nhất cũng trở nên một cái người ngoại hạng mấy anh chị ha, bằng cách bỏ những cái thói xấu. Nó đơn giản mà chị chẳng cần phải học hành gì có sâu xa. Ok, cảm ơn Thanh rất nhiều về cái buổi nói chuyện này, rất thú vị, và mong là một số mấy anh chị rút ra được một cái bài học gì đó mà chị, đặc biệt là một số mấy anh chị ở Mỹ trong cái ngày lễ độc lập đó, nó cũng mang một cái ý nghĩa là mình cũng phải trở nên độc lập với những cái thói xấu này nha, bằng cách là mình phải bỏ những cái thói xấu để một người tồi tệ nhất cũng có thể trở thành một cái con người ngoại hạng. À, xin cảm ơn anh và xin hẹn gặp lại mấy anh chị vào tuần tới, cũng vào giờ này mấy anh chị. Tuần tới thì giờ này mình đang ở Việt Nam, thì sẽ có dịp nói chuyện với mấy anh chị tiếp tục. Xin chào tất cả mấy anh chị. Rồi, ok, Thanh ngủ ngon nha, một số mấy anh em. Rồi, cảm ơn tất cả mấy anh chị. Dạ, bye Ok Thanh, thì anh em mình gặp sau. bye. Dạ, bye bye.